Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới xôn xao, hai linh mục Việt Nam lên tiếng về việc các học viên nữ tu thực hiện ngồi thiền của Phật giáo trong khóa thực hành đối thoại liên tôn của Tổng giáo phận X. Kính thưa quý cộng đoàn, như chúng ta cũng biết, thiền và các môn phái của thiền có nguồn gốc từ Phật giáo. Ấy vậy mà vừa qua, một số học viên trong khóa thực hành liên tôn thực hiện ngồi thiền nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Vậy điều này có đi nghịch lại đức tin Công giáo hay không? Người Kitô hữu thì có nên thực hành thiền của tôn giáo bạn hay không? Dưới bài viết của khóa học thiền này, rất nhiều giáo dân xôn xao khó hiểu. Hai vị linh mục Việt Nam nêu quan điểm như sau. Linh mục An Tôn Đặng Hiệu Nam, ngài viết, nguy hiểm. Thiền tự bản chất là để tâm không, tâm hồn trống rỗng. Suy niệm, triền niệm là để Chúa chiếm ngự tâm hồn. Thiền giúp tâm thanh tịnh, tránh tạp niệm, tâm không. Suy niệm, triền niệm giúp tâm thánh thiện, tâm đầy thánh ý của Chúa chiếm ngự, hướng dẫn tâm hồn mình. Linh mục Giuse Tạ Duy Tuyền, ngài viết, thiền để rèn luyện sức khỏe là điều tốt, nhưng áp dụng thiền để cầu nguyện hay nhận lãnh sức mạnh từ Thiên Chúa cũng cần phải cẩn thận, kẻo rơi vào tình trạng đa thần. Dùng thiền để kéo thần linh đến và làm theo ý mình, nghĩa là mình cũng ngang bằng với thần linh. Trong văn bản về một số khía cạnh của việc chiêm niệm Kitô giáo của Bộ Giáo lý Đức tin năm 1989, lúc này Tổng trưởng là Hồng Y Ratzinger, Đức Benedict XVI sau này viết ở số 28. Một số bài tập thể chất tự động nhằm tạo ra cảm giác yên tĩnh và thư giãn, cảm giác dễ chịu, thậm chí là hiện tượng cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp. Nếu xem những cảm giác như vậy là những sự an ủi đích thực của Thánh Thần, thì là hoàn toàn sai lầm trong đời sống thiêng liêng. Nếu gắn cho chung ý nghĩa, biểu tượng, mặt điển hình cho những trải nghiệm thần bí mà tình trạng luân lý của người có liên quan không tương ứng với trải nghiệm đó, thì đây đại diện cho một chứng tâm thần phân liệt. Cũng có thể dẫn đến rối loạn tâm thần và đôi khi là sự lệch lạc trong luân lý. Hay nói cách khác, mình không được lầm lẫn giữa những cảm giác dễ chịu về thể chất với ơn Chúa hay những kinh nghiệm thần bí mà nhiều vị thánh như Teresa, Thánh Avila hay Thánh Joan, Thánh Giá từng trải. Phạm sai lầm như vậy thì sẽ rất dễ nguy hiểm về tinh thần và tâm lý. Xét về mặt tâm linh, yoga, thiền không tương thích với đời sống tâm linh Kitô giáo. Thế nhưng, nếu bạn có thể tách biệt rạch ròi các yếu tố tâm linh, thiền định của yoga ra khỏi tác động thể dục, chế độ ăn uống, kỹ thuật hít thở phổ biến trong yoga, thì bạn có thể sử dụng những động tác và các phương pháp hít thở đó để cải thiện sức khỏe của bạn. Nhưng nếu bạn không chắc chắn là bạn có khả năng tách riêng được hai thứ đó với nhau, thì bạn phải tìm những hình thức rèn luyện sức khỏe khác. Lưu ý! Có người gửi hình này và hỏi xin được trả lời dựa theo giáo lý Công giáo hoàn cầu. Nguyện xin Chúa soi sáng và ban ơn khôn ngoan cho các mục tử của Thiên Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.